biết tâm thức là tâm biết cảnh đang có
theo ý, không để ý đến. Có khi dịch lên là người pháp nguyện, nhưng mà người pháp tưởng không đúng. Chính pháp trước là tưởng, nhưng mà pháp thứ mười mới gọi là niệm. Bởi cái niệm là phải hiện tại, quan sát cảnh hiện tại. Còn cái tưởng là nhớ lại, chép đến những gì đã đi. Mà chúng ta phải rõ điều này nữa. Cái biết của tưởng, nếu mình dân thù Phật học, thì đó là cái biết của khái niệm ban nhất tự, từ chế định thi thiết, là cái pháp chủ được lặp lại, chạm lại, được mình biết ra nhân từ mà thôi. Chứ không phải là trực giác biết rõ, biết nghe, biết cái đang có. Nhưng Đức Phật dùng cái tưởng này để như là những cái ta thuốc trị bệnh, đối trị thành cái chứng bệnh phiền não. Nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn nữa trong tất cả thiền sắc giới và vô sắc giới, vẫn là thiền nằm trong lãnh vực khái niệm ba nhất tự. Nếu nói một cách chặt chẽ kỹ hơn nữa thì trong thiền vô sắc trừ ra cái thiền thức vô biên, chép lại cái tâm không vô biên. Trong thiền tư tưởng, tư duy tưởng, chép lại cái thiền vô sở hữu, thì xem như là nó bắt cảnh thật, cảnh ba thanh mắt là chân đề. Còn không vô biên, vô sở hữu xứ, cũng như tất cả chặt tâm chất giới, bắt cảnh chất giới, vẫn là khái niệm, chế định, ba mặt tự. Đức Phật khi dạy cái pháp Vipassana là thiền quán, thiền là tứ đường xứ, đương nhiên là nhìn kỹ rồi để quan sát rõ thực tướng của các pháp vạn hữu. Tuy nhiên đối với hành giả, mỗi chúng sinh đều có một cái tâm bình thường, nên Đức Phật đã thuyết những cái pháp Anuttham, tức là cái trì pháp hỗ trợ thêm, bổ túc thêm cho hành giả những gì cần bổ túc. Do đó ngài phải dùng tới những cái tưởng. Nói như vậy để chúng ta để ý đến những pháp tưởng mà trong bài kinh Cư Trú Thanh Minh Ba này Đức Phật đề cập đến. Như khi trước đã giảng cho quý vị nghe, cái pháp tưởng thứ nhất còn vô thường tưởng, thì Đức Phật lấy căn pháp, căn bản pháp là ngũ uẩn để xét về cái cuộc sanh diệt của danh sắc, cái đổi thay của năm uẩn, cho thấy rõ thành thi thủ uẩn mới sanh trong đời tất cả chúng sanh, dù
chưa tìm ra cái sự ngộ thực được, chưa có thỏa mãn. Như thế nào thì hành giả thường sinh cũng tập quán cái thở đầu tương tự như vậy. Cái thở đầu một cái đề án, một cái thiền án về thiền quán. Như những thành Phật đó, thiền chỉ là để nghe cái tâm vọng, tâm động. Thiền quán là để khơi cái tâm triệt, tâm triệt cái tâm trần trừ. Thì phải nhờ cái trí tuệ giới lên quán sát thế giả. Mà bây giờ chưa đủ sức những cái thiền sinh hành giả xa ta, thì phải dùng cái tưởng một khái niệm chân chung. Nhưng mà nhớ rằng cái khái niệm về vô thường mà chúng ta được nghe được biết chưa phải là chân thật. Khi mà thấy được thực trạng nó là thật, rồi cái pháp tưởng thứ hai cũng trong bài kinh thế thứ năm ba thì Đức Phật ngài nói đến cái vô ngã, là vô ngã tưởng. Mà khi pháp căn bản là 12 số, tức là 6 số ngộ ngã ngũ tự tuyệt pháp ý, 6 số ngộ sắc thân hương vị sắc pháp. Lấy cái 12 số ngộ ở gia tình mắt này giải tứ vô ngã rất hay, chi lưu khóa tường tận. Thì bình thường chúng ta nghĩ ngã là tôi là ta, đơn thuần là có một, đất đúng là không thay đổi. Bây giờ được Đức Phật giải thích đến cái gọi là con người, cái gọi là chúng sanh, cái gọi là hữu thực. Thật sự trong đó có nhiều thuộc từ kết hợp lại. Nếu như chúng ta phân tích một con người, ví dụ như một người nam, người nữ, sinh ra những gì thuộc về con mắt thấy, trải về cho cảnh sắc. Những gì âm thanh này, chuyện này, tai nghe được, hãy trải về cho cảnh thanh. Những gì ngửi ngửi được, hãy trải về cho cảnh khí, cho là hương. Những gì lưỡi muốn được, hãy trải về cho cảnh vị. Những gì thân xúc chạm được, trải về cảnh xúc. Những gì yếu suy nghĩ, trải về cho cảnh pháp. Gọi là trả đôi chức là, nó không có thờ hề. Nó là khách quan, nó đến, rồi nó đi, trong thời việc. Điều này nhận biết được, thấy được, không thể phủ nhận rằng, những pháp này không thể việc. Rồi người sáu số ngộ như vậy, sáu số ngộ là sao? Sáu số ngộ cũng không hơn, không kém, cũng tương tự như vậy. Nếu những gì mà có thể bao biết được cảnh sắc, đó là con mắt, thì trả về cho nhãn xuất. Những gì mà để nó bắt được cảnh thân, thì trả về cho ngũ xứ. Những gì mà nó có thể lấy được người thì trả về cho tỷ xứ. Những gì mà nó lấy được cái người trả về cho thiệt xứ, tức là thành lũ. Những gì mà cảm xúc được đất, lửa, gió thì trả về cho thanh tú. Những gì mà khởi lên tự suy nghĩ không cần mắt thấy tai nghe ngửi ngửi mũi nếu thân cảm xúc thì trả về cho ý sư. Gọi là trả đôi chút là cái nào ra cái nấy. Giống như một người đồ tể làm thịt một con bò, thân cái này là da để riêng, dân để riêng, thịt để riêng, trình ngắn phương để hương, cái nào theo cái nấy. Mà không thể chiếm cái gọi là con bò trong đó được. Như thế nào thì nếu mắt tai mũi lưỡi thân tâm sắc thân hương tự xúc thân tách ra người hải tứ thì không tìm thấy có một cái tự ngã trong đó. Thí dụ như tôi tên là Giác Chánh, khách dân là Giác Chánh, cũng như ngày Na Tuân gọi là Na Ta Sư Na. Nếu mà thật sự phân tích trong đó, không thường có cái này một Na Tuân. Cũng vậy, ở đây chúng tôi cũng thường không thấy có cái nào. Rồi khi Giác Chánh thật sự, thì tắt cho lâm nó ra 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 cũng không phải. Thì như vậy qua sức điều này để chi? Đức Phật dạy quán cái pháp thiền này dễ đối trị lại cái ngã tưởng, cũng như quán vô thường tưởng để đối trị cái thường tưởng. Quán cái vô ngã tưởng để đối trị cái ngã tưởng là một cái chấp tay, chấp tiền. Thì cái chi pháp hôm nay sẽ giảng cho quý vị nghe là cái pháp thứ ba trong bài kinh Thứ Lý Nam Đa của Bất Tịnh Tự. Bất Tịnh Tự là quán về cái thân bất tịnh. Để đối trị là cái tịnh tưởng. Tịnh tưởng là sao? Vì nếu như chúng ta không quán thân bất tịnh để đánh bại đi cái tư tưởng về tịnh tưởng thì chúng ta bị dính mắc, bị nhiễm đánh bởi cái dục lạc, dục dục. Hay nói chung, nghe rõ là cái lời tiếng
thấy đối tượng như nam thấy nữ, nữ thấy nam, hay nam thấy nam, nữ thấy nữ chẳng hạn. Người kia là đẹp là dư, như cái chỗ thế là tỉnh tướng, là tốt là đẹp. Nó khởi lên cái sự dính mắt hiện ra. Cho nếu như thế là bất tình thì chỉ nhàm chán, nhàm chán nhàm vốn, và chính vì nhàm chán nó xả lên, chính vì nhàm xả lên được giải thoát. Trong sự giải thoát dễ như thế rõ, trong đặc tình phản ảnh đạo thiền thế giới. Thì tóm lại trong cái đề mục là đề thiền án về bất tình thể này, mà quán về bất tình hay là bất tình thể, là để đối trị là căn bệnh tình thể. Tức là thế thì tâm là thiên đề. Về tập quán thân bất tình này, trong bộ chiếu giải, Lý Sư Thư Mắc hay thân tình đạo, của Ngài Bố Tát Cô Sát giải thích tư lượng như trong 32 thể chuột này cấp lăng nhấn thân gia thịt lăng tương thủ thận tương gia người đã hợp lá lách thổ thẳng đàn nước mắt nửa đặc nửa hoa dầu da nước miếng nước mũi nước nhớt nước tựa. Đó là nói về 30 triệu thực tuyệt kể như có hai trường chất như tắc lâm nắm hương ra là thực đất, mà hai chất như mặt đàn nhớ máu nước mắt của mình là thực nhất. Còn sơ nữa là có những chất về nữa, chất về giá, nhưng mà thông thường là thể đến 32 thể trượt là đất và nước. Mà đất nước của 32 thể trượt tới đây cũng vẫn đất nước chế định. Vì vậy mà gọi quán thân chân thân, tức là sắc pháp, chân có sắc pháp, tắt lân nắng ra, thân ra, để thấy không có một con người, một cái tự ngã. Nhưng mà tắt lân nắng thân ra này cũng là khái niệm về chất, là tư thần thân thể. Còn cái bản chất của nó là đất nước lửa gió. Mà đất nước lửa gió chia ra đây vẫn là đất nước lửa gió của khái niệm chưa phải đất nước lửa gió. Baramat hay là tập tha pháp, tức là tên bố hay là tâm tướng thật sự. Nghĩa là chưa pháp thật sự, nghĩa là cái tựa của cái tâm lý. Nếu phải lần giải, chứ giải như vậy. Khi phân tích ra như vậy, cũng chưa để nhìn chẳng cái sắc thân này. Vì chúng ta không quá như vậy, chúng ta cảm thấy yêu thích, yêu mến. Nhất là trong dịch, dịch là dịch. Khó mà trở nợ, khó mà trả ra. Đa hầu tất cả chúng ta là nhân loại, nói riêng, người được giới nói chung, kể cả chư thiên hay là những bàn chân, sinh thành quả này. Chúng ta có thấy những cái sự sinh hoạt dân dân giống như là người thì có vợ chồng, nam nữ, ân ái. Còn chúng ta thấy những con vật bằng chân, những con vật lớn, như con trâu, con bò, con chim, con cút, con gà, con vịt, tới những con vật nhỏ, con ốc, con tôm, con cá, nó vẫn có sự giao hợp, nó vẫn có cái sự quyến luyến yêu thích về con vật. Rõ ràng chúng sanh là con vật lớn, hầu hết là bụng, tất cả là bụng vậy. Nhưng mà từ trong đó vượt ra, phá bùa cái dòng sinh tử linh hồn không phải là chuyện đơn giản. Nhưng mà chính đạo Phật đã duy nhất trên những tôn giả của mặt trên địa cầu là nhất dần sinh tử thoát ra khỏi sinh tử linh hồn là nhất hành đi ngược lại với cái dòng đời là quán cái điều này. Có nhiều người Phật tử thắc mắc tại sao cái thật dạy của quán thân bất tử thế này là nhất thế, mà sao ngài dạy chứ, sao ngài không dạy cái thật pháp hay hơn đẹp hơn, những cái gì nó thô tục thì bỏ qua đi. Không phải, có những chứng bệnh phải dùng những thuốc rất đắng rất hư mà chỉ được bệnh. Không thể nói rằng bệnh nào cũng xài nguyên xanh dễ yếu mà chỉ được hết bệnh được. Nói xin lỗi quý vị, quý vị có nghe những người ở trên rừng không, khi họ ăn những cái cây cái trái rất là nhấm mà phát độc, họ khi họ bị ngộ độc như vậy rồi đó. Nếu như bị đem nguyên xanh dễ yếu đổ vô là người đó còn chết nhanh nữa, không thể chịu được. Bây giờ nếu mà ăn nấm có độc, những trái cây có độc,
bào thuốc gia truyền từ ngày xưa mà chính trong tàng lực Đức Phật cũng chỉ định cho tu tăng được dùng đến. Đó là các thân khô. Nếu khi mà ăn uống đạt có chất độc thì không biết có thuốc nào hay bằng. Trong thời gian trước đây, dù thuốc Tây thuốc Tàu cũng chỉ không bằng đi truyền các thân khô của con người. Lấy cái thân khô đó đem về đốt cho nó cháy, chế nước vô lắng sạch cho cái người bị trúng độc, người độc thuốc uống là hết ngay, giải ngay cái chất độc. Điều này quý vị cũng nên để biết đâu có một lần nào đó quý vị đi du lịch tham quan cắm trại vô tình ăn trúng những cái chất độc nhiễm độc, đem cái bài thuốc của Đức Phật đã cho chúng ta biết để dùng. Đã mấy hai mươi mấy thế kỷ trước trong lịch sử như vẫn còn như ngày nay thì những người biết dùng vẫn có giá trị. Thì bây giờ chúng ta có thắc mắc tại sao trong thời trước họ lại lấy cái phân khô mà ông làm thuốc, ông lấy phân quế uống cho người ta uống phân ngon phải bình ngọt phải đẹp hơn uống thuốc mà ghê gớm như vậy? Không thể nói như vậy, vì chính bệnh này lại ngày nó trị được. Nên cái gì liên như thầy thuốc giỏi mà biết cách thì bệnh phải dùng phân thuốc này. Chưa nói tới cái gì của ta thuốc mà quý vị có nghe người ta dùng những con trù hổ vân vân mà làm thuốc, hay là những cái kia là cái đồng tiền mà nó tưởng con lít mà nó là trị được căn bệnh, thì không thể chúng ta chê những vật đó là bất tịnh. Như thế nào thì đối với cái pháp quán thân bất tịnh cũng không thể nói là pháp này không nghe thô xuống sao Đức Phật dạy. Thật ra không phải Đức Phật dạy cái pháp này để cho các bậc thánh, mà Đức Phật dạy pháp này cho người phàm. Đức Phật dùng các pháp để trị bệnh cũng như anh thầy thuốc hay bác sĩ không có cho thuốc cái người không có đau, mà chỉ cho thuốc người có đau, người có bệnh. Thì chúng ta chúng sanh là người có bệnh nên ngay phải dùng thang thuốc này, không thể cho thuốc này đắng hay hơn nên việc khổ khẩu lại ưu bệnh như chung như hợp chỉ là ưu hình. Có những điều nghe không hay, không có điều tay, không có hấp dẫn, nhưng mà nó có khả năng đối trị được chứng bệnh thường nào. Đức Phật tại nó đây, như vậy nó gọi là tối thượng ưu nhân. Thì cũng như trong chương trình đạo giải thích như tắc lăng nắng hương gia, nếu mà có thể trượt như vậy, thì nó quá chắc đến như là cánh, tướng, xuất xứ, để thấy rõ cái pháp. Như nó được tắc trong 32 thời trượt, thì có thể chúng ta thuộc tắc là vật tương đối và là chân thiết nhất, nhớ nhất, vì đó trên đầu chúng ta tắc mà. Nhưng mà nếu chúng ta quá sức tử nó vẫn là bất tịnh, nếu như cái tướng thì nó dài, có khi nếu là đa số là màu đen, có màu vàng, khi là màu trắng, nếu là tắc bạc, hoặc là số người tắc vàng, hầu hết còn lại đều là màu đen. Có thể nghe hay nó quăng uống vừa cũng được, đó gọi là cái tướng của tắc. Nói về cái tóc về màu vàng hay màu đen, dầu của được than bây giờ chúng ta thấy trên TV quảng cáo nhiều cái loại dầu lại thuốc đó hả, để cho tha lên huyết là bên nữ giới thấy cái tóc đen truyền ống ả ngược ngừa xinh đẹp như vậy. Nhưng mà chúng ta quán kỹ thì nó vẫn là có bất tịnh. Trong chú giải cũng có ghi đi bất tịnh như thế nào, cái màu của nó thì không phải bất tịnh, nhưng vì nó sanh chỗ không tịnh nên không thể nói nó là tịnh được. Cái tướng như vậy, cái điều của nó nếu như thật tịnh, đừng tắm, đừng gội, đừng thoa, đừng ướp những chất hoa chất thơm, thì ít ngày quý vị sẽ thấy cái mùi nó thay như thế nào. Chưa nó đem nó đốt ra thì nó là khác, thì đó chính là cái mùi của các tượng như vậy. Thì cái vị trí của nó thì như thế nào, trong chú giải như thế, giống như cỏ mọc trên cái hình cầu, thế giới đầy đủ vật bất tịnh đã là hình cầu rồi, mà cỏ mọc trên đó nó không biết thế giới của nó là vật bất tịnh, cũng như những vật bất tịnh ở dưới cũng không biết hình trên là cỏ, mà cái cỏ tốt nhiều chừng nào nghe cái vật bất tịnh dưới nhiều chừng nào. Cũng vậy nè, chúng ta thấy cái người nào mà ốm ốm mà bệnh hoạn yếu đuối thì tắt mưa thua lo thôi, nó không có tịnh. Nó không có tốt. Mà người nào mà có tóc càng nhanh nữ vậy, mà tóc cho tốt người chừng nào thì người đó
dưới đất mặt trời đá thì trên cỏ ngập ngừng mưa thừa qua nó đến mà mưa dưới hầm cầu nước nhiều nước thanh nước chảy nhiều chừng nào thì cỏ cho nó xung xen cũng như vậy đó. Thì chính cái vị trí của tóc là nó ngập ở trên cái da đầu trên thân trên thừa trên đầu thôi mà phạm vi đó thì không phải là tóc nữa mà là lông râu cũng kể chúng nó tất cả thì còn biết còn là đều gọi là lông như vậy tóc thì là chân cao chân chất trên phạm vi của đầu đó là tóc mà nó nằm phía dưới là gì trên nó là chân da mà chân da thì có mồ hôi dưới là ốc mặt mũi má nước nhát trên đầu chúng ta thấy mỗi cái đầu của chúng ta thôi nhìn qua thì chúng ta thường thường á nhưng nếu thêm đứa con nhất là cũng xa cái đầu thậm chí yêu thương nhau thì chúng ta cũng hôn cái mặt hôn trên cái đầu khi nó tin khi mắt của nó nhưng mà chúng ta nghĩ thì mỗi cái đầu thật đừng nói phía dưới nha hai con mắt á thì nó có chút ra vàng nước mắt hai là mũi nước mũi chút mũi xin lỗi tôi đừng nhìn thầy hơi thô trong trường hợp mình tôi đừng trách vì những lúc đáng gớm phải nói cho nó gớm chứ nếu nó dùng cái mỹ từ thì nó không gớm mà không gớm thì nó phản tác dụng nói cho gớm thì phải dùng cái từ rất gớm thì như trên lỗ mũi có nước mũi có cất mũi đó còn trên lỗ tai thì có cất kháng nói chưa à rồi còn cái miệng của chúng ta thì thôi quý vị để biết rồi nếu đêm sáng ngày chưa thức rồi mà chưa đến miệng chính cái hơi trong mình cảm thấy là có khó chịu đừng nói chi cái hơi trong mình thì cái miệng là cái cửa trước hậu môn là cái cửa sau cửa nhập cảng cho xuất cảng nguyên cái đường hệ thống đi về nếu như 20 năm người ta 20 tuổi thì nhớ rằng giống như hầm cầu 20 năm chưa có lần não giác chưa có lần nữa do đó cái hơi nó sinh lên nó sinh lên nó sinh xuống mà rồi trên sinh xuống sinh lên thì quý vị thấy nó đều là đáng gớm đáng nhờ đó quý vị thấy như quý vị thấy là trên TV quảng cáo chạy xuống game đó. Hai anh chàng gặp nhau cái cô này cô nhóc phát tay cô nó cho nhưng mà ngay nhờ kẻ xuống game lên cô mới cho anh chưa hùng một thể tại sao vậy nãy kêu kẻ xuống game vô quá anh vui quá vì cái hầm cầu nó đủ tốt ha nếu anh nó 20 tuổi hay 30 tuổi như cái hầm cầu mấy chục năm chưa cần nhỏ nhất cái người tốt ra như vậy thì nội trên đầu chúng ta thấy nè rồi như là mũi mắt hai lỗ tai cái miệng nó cổ khí phía dưới có 2 khí mà còn là 7 khí phía trên 7 khí trên này sinh ra miệng nước á nhưng mà nó có chặt chẽ gì đâu rồi bây giờ quý vị thấy như sao thấy cái gồm gớm không gồm gớm bây giờ chứ có một người có một vị thầy đã đến tôi như than thở đang bị trường hợp bị cái nhà dân từ Phật học hay trong Phật giáo còn nói ma đang già đó quý vị chắc biết cái dân từ ma đang già đó đến cầu cứu của tôi thì tôi cũng khuyên thì thôi thầy quán là quán thân bất tận nó còn có quán là sao không có kết quả nó thầy quán là sao thì con quán y như trong kinh vậy cũng tắt lên bóng như da con đập đi đập một tục tháng lưu mà sao cũng thấy nó không có kết quả không phải rồi thầy quán như vậy không có kết quả giống như thầy mua cái tai thuốc cái bác sĩ cho cái tai thuốc vừa cầm tai thuốc đập và nó không hết bệnh và hầu quán cầm cho nó tôi quán đơn giản thôi thầy khỏi phải biết cái bài bản để học nhưng mà đang thực hiện phải chọn nguyên bản rồi nếu mà thầy lúc ngủ buổi sáng thầy đánh răng thầy thấy cái vật bất tịnh lúc thầy đánh răng thế nào thì cứ nhớ cái người yêu của mình hoặc là vậy đó lúc mà thầy vô tình vệ sinh đi tiểu tiện đại tiện đó thầy thấy hơi nhớ cái người yêu của mình cũng vậy đó à thầy mới nhả nó ra chứ tại vì thầy không có đoán vậy thầy mới xét vậy thầy tượng cứ nghĩ tới danh từ người đoạt người ngọt mỹ nhân à thì nếu mà quý vị ra thật sự về cho thiền tiên thuật ngữ hay là trưởng phu quân tử thật sự bên trong nó cũng hư trình cũng thư giác cũng khai nháy như vậy mà thật thế như vậy không thấy như vậy thì ngã không được không tốt quá đẹp quá đó là chính nghiệp đáng thương bất tịnh đừng ngã đi cái sự tham ái gì cái sự tham đó như vậy đức Phật dạy 32 thổ chùa ngày là quán thân bất tịnh nhằm để đối trừ là các bệnh tham ái lục dục ngày xưa các bệnh dùng từ là chứng bệnh ái tình chúng ta bây giờ gọi là tình yêu gì đó thì cũng tương đương như chứng bệnh này tức là vì cái lục dục
gạt người khác bằng cách những người xấu người che, người che, mình hôi thì mình sợ người khác mình biết, mình kiếm được qua, mình ướt đi, đang mình đi ngang qua cái ruộng ta, nghe cái lời thơm ngang mát chăm sóc, khiến cho cái người kia thấy, tưởng là mình thôi, đó, đi ngang và tưởng là trời vậy, chứ thật sự nha, nếu mình không qua rồi, đi ngang, ngang, nó hôi, nó khó chịu, chắc không có mình thực chất như vậy đó. Nhưng mà mình dùng một gian nghe, hình giới, và người kia cũng vậy, như vậy, rơi vào cái tính bệnh, là thang ái, vì vì thang ái đó, mà bị sinh tử liên hợp, đức Phật vào cán thân đức tình, để nhà ăn đưa cho chị thang ái. Trong kinh Pháp Cú có một câu chuyện, hai anh em chị này, xin kể cho quý vị nghe, để chứng minh cái pháp quán thân đức tình, có thể nghe. Câu chuyện rất dài, ở đây sư chị kể tóm tắt đại ý cho quý vị. Người anh có một Mahata đó, người em là Chua Cao đó, đôi chị là người anh là Đại Hắc, người em là Tử Hắc. Thì một lúc đầu anh em trong gia đình là cũng khá giả vương đó. Rồi có lần đến nghe Đức Phật thuyết pháp người anh là Đại Hắc, nghe tôi tỏ ngộ được giáo lý Đức Phật. Người gia hết tài sản cho người em để đi xuất gia, người em cố tình nên nghĩ là anh ở lại không được, cứ nghĩ rằng thôi bây giờ có hai anh em, anh đi xuất gia mình cũng đi xuất gia, rồi tìm cơ hội để mình lôi anh trở về. Người em có thấy cái tâm nguyện vậy nên người anh xuất gia, người em cũng giao tài sản cho vợ con gia đình thôi, cũng xin đi xuất gia. Nhưng người em thì không có cái tâm để xuất gia thành tựu. Thì cái người anh là người Đại Hắc Ma Ha Ta xuất gia, thật sự là chân thân, và xuất gia xong rồi thì được Đức Thế Tôn đứng đầu sư như vậy quán thân bất tịnh, quán về hài cốt tử thi, hay là tới nghĩa địa để quán sát tử thi, đêm giờ cũng tham thiền về cái bất tịnh hài cốt tử thi như vậy. Nên không bao lâu người anh là Đại Hắc chính là ai hả? Còn cái người em là Tử Hắc thì vốn không có tâm lý xuất gia, chỉ xuất gia theo cái hình thức mà thôi. Rồi được một thời gian sau, lúc một đại sư đứng trên bản vẽ cùng với chị chỉ theo Duy Hành đi ngang ra cái xứ của hai vị đạo đức trưởng lão Đại Hắc và Tử Hắc. Thì đến nơi đó, lúc bây giờ Tử Hắc được gia đình sai người đến thỉnh cầu Đức Phật và Chư Tăng đến nhà thảo Phật, thì sợ rằng những người nhà không biết cách tổ chức nên đạo đức Tử Hắc mới truyền pháp đến để về sắp xếp trong gia đình chỗ này chỗ kia dọn dẹp như vậy để đằng ngàn đúng nhà thỉnh Chư Tăng Đức Phật đến thọ thực. Lúc ông vừa ông Tử thì ông Tử Hắc này có hai bà vợ, họ có tổ chức nhau, thế nhưng là Tử Hắc là kêu dọn cái chỗ này thì họ lại dọn chỗ kia, cái đâm lên trên họ đâm xuống dưới, cái đâm xuống dưới họ đâm lên trên. Tử Hắc la lên, họ nói bây giờ ông đâu có phải là người chủ trong gia đình này nữa, ông xuất gia rồi mà. Thì lúc đó còn đưa thân nhân thì hai cái người vợ nó chàng thân, kẻ thù nắm tay người thì lột y ông, nó ai cho phép ông đi xuất gia, ông có xin phép tôi đi xuất gia hay không, mà ông đi xuất gia rồi bây giờ ông đi, tôi không có đồng ý, mà bây giờ ông trở về nhà này, nếu là ông là chủ thì ông khỏi lo để tôi xuất bạc, còn ông là khách tăng thì ông là chư tăng thì ông đến phải cần phải ông chịu. Nếu họ nói mà tay thì họ lôi kéo rồi họ lột y rồi bắt ông mặc những đồ cư sĩ đại. Bây giờ ông phải lo nữa, ông vào chùa thỉnh Đức Phật Chư Tăng để đâu còn việc trong gia đình cho sắp xếp. Thế là Tử Hắc vì xuất gia một cách miễn cưỡng không có tâm lý xuất gia, nên bây giờ hai bà vợ lôi ông ra một cách dễ dàng. Ông mặc lại đồ cư sĩ vô chùa đánh lễ Đức Phật và Chư Tăng thỉnh các ngài đến nhà con thọ thực, giờ đã đến như một người cư sĩ. Thì lúc đi thì là ảnh lệnh Chư Tăng để về nhà sắp xếp lại, tướng mạo một vị tăng sĩ là từ tỳ khưu, nhưng khi trở vô là tướng mạo người cư sĩ lật ngược lại đi thỉnh Chư Tăng đến nhà mình thọ thực. Thì hôm đó đến nơi thọ thực, thuyết pháp đã xong rồi thì Đức Phật cùng Chư Tăng
mà ông đại hát, tức là từ khi đại hát trước ông xuất gia, ông là có tới 8 bà vợ, thì 8 bà này cũng đến dự cái lễ cho trong hôm đó. Họ mới nói nghe rằng kiếm nó có 2 thứ mà còn đem ông về được, thì có 8 chị em không để đem cho ông chồng mình về được hay sao, để bây giờ cũng bắt chết đi. Thì cũng đến xin Đức Phật ngày nay xin thỉnh cầu Đức Phật đến nhà con thọ thật con thôi. Đức Phật cũng hiện lời, và ngày hôm sau Đức Phật cùng Chư Tăng đến đó thọ thật. Thì sau khi thọ thật rồi thì họ lại yêu cầu Phật Thích Thế Tôn sau khi cúng dường cho ta sao, xin Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng về trước giảng đạo chúng con nghe. Đức Phật nhận lời. Khi Đức Phật nhận lời cùng với chư tỳ kheo ra đi, thì các vị tỳ kheo với tầm tỳ bàn tán với nhau, không hiểu tại sao Đức Thế Tôn lại để cho Đại Đức Đại Hắc Ân Lợi tội nghiệp quá. Hôm qua ông Tiểu Hắc đã bị 2 bà vợ lôi cuốn rồi, mà không biết Đại Đức Đại Hắc này có tới 8 bà vợ hay sao. Thấy công việc này không phải là thật đâu. Mấy cô bà này họ có cái mưu đồ thế nào rồi đây, cũng bị là Đại Đức Đại Hắc của bị hoàng tục, cũng bị mấy bà này làm hại. Thì nghe lúc cái Đức Thế Tôn nghe như vậy, hỏi các tỳ kheo nói vậy, Đức Phật mới nói rằng, các ngươi yên tâm, không thể nào có việc đó xảy ra đối với đứa con của Như Lai đâu. Thì ngay lúc Đức Thế Tôn vừa phán xong, thì Đại Hắc từ tinh không đáp xuống, dẫn tướng mạo tỳ kheo an toàn theo Đức Phật ra về. Thì Chư Tăng lấy làm quan hỷ, và câu chuyện nội tình xảy ra như thế nào là trở lại sau khi Đức Phật cùng Chư tỳ kheo ra đi. Thì 8 bà vợ này cũng bắt chước với 2 bà vợ của ông Tiểu Hắc, cũng tràn ra, cũng nói như câu nói vậy. Họ tính lột y Đại Đức Đại Hắc này, nhưng mà ngay trình các bà họ vừa xông vào thì Đại Đức Đại Hắc này vừa dẫn thần thông chỗ nóc nhà bay lên theo Đức Phật. Do đó nên hồi nãy nói câu chuyện Chư Tăng bàn luận dọc đường, Đức Thế Tôn phán rằng, các vị yên tâm, con Như Lai không bao giờ bị làm hại. Và khi Đức Thế Tôn vừa phán dứt thì Đại Đức từ hư không đáp xuống là sự thật như vậy. Tại sao như vậy? Là vì Đại Đức đã hát, ngài đi xuất gia với tâm lý thật sự. Chính vì xuất gia tâm lý thật sự, ngài đã quán thân bất tịnh, quán hài cốt, quán tử thi, thường thường ở nơi tha ma nghĩa địa. Ngài quán như vậy và ngài đã đắc chứng được đạo quả, nên không có bị làm hại. Như vậy là trong pháp cú có 2 bài kệ. Cái bài kệ nói gì không quán thân bất định dễ bị ma nhiếp phục, như gió lai cái yếu là nói cho Tiểu Hắc. Còn cái bài sau, ai sống thường quán thân bất định sẽ không bị là ma nhiếp phục, như gió thổi thạch sơn là nói cho Đại Đức về Đại Hắc. Và 2 câu chuyện này thì Đại Đức Pháp Minh khi dịch qua bài Kinh Chú Giải Pháp Cú có làm 2 cái bài thơ cảm hứng. Một là nói cho Tiểu Hắc, một là nói cho Đại Hắc. Ở đây cũng nhắc ra để quý vị nghe 2 cái bài kinh này tóm thâu được cái đại ý. Cái bài kinh mà cảm hứng tóm được về câu chuyện Đại Hắc, Tiểu Hắc, thì Đại Đức Pháp Minh có làm bài thơ như vậy. Tiểu Hắc lòng còn hướng thế gian, theo anh tạm phát bộ y phạt, đường đời chưa chán 10 cam chỉ, cửa đạo nào cam khổ vĩ toan. Lấp lửng theo anh bước thẳng, chàng ràng kiến vợ vỡ lôi ngang, mang hia mặc lại đồ cư sĩ, chẳng tỷ hiệp chi chẳng khổ ha. Đó là bài thơ mà dịnh cho Tiểu Hắc, là đường đời chưa chán 10 cam chỉ, tức cam là ngọt, chỉ là ngon, là cửa đạo nào cam khổ vị toan, khổ là đắng, toan là chua. Ý nói rằng vì chưa được xả ly sự tham ái của hạnh phúc thế trần, thì không thể nào sống cuộc đời khổ hạnh, tham hạnh của đời sống xuất gia tăng sĩ, như gọi là cửa đạo nào cam khổ vị toan. Rồi đối với Đại Đức Đại Hắc, thì Đại Đức Pháp Minh vẫn có làm một bài thơ cảm hứng dịnh cho ngài Đại Hắc như sau. Đại Hắc lòng không liếng dục trần, quyết tìm đạo quả
chân nhân, đêm đêm đứng quán bên thi thể, tức là cái tử thi, bữa bữa ngồi tu kế mộ phần, thấu lẽ vô thường, sanh với diệt, nên mới dứt niềm thu phụ ai từng ân, trong chừng tám ả vừa sanh tử, chỗ ngốc phi ra giải thoát thân. Đó là nói rằng bài sao đại đức đã hát, nhờ quán thân tất tình, nhờ quán hài cốt, chứng quả A-la-hán có thần thông, nên tám bà vợ đến định lôi ngài hoàn tục, thì ngài dừng thần thông chỗ nóc nhà ra đi. Còn vì chữ hát không thật tình tu vậy, không quán thân bất tịnh, nên trở lui đời sống cư sĩ. Và chính vì ý nghĩa này cho chúng ta thấy cái quán thân bất tịnh là để đánh bại cái tịnh tướng, là cái tưởng là sắc thân xinh đẹp là như vậy đó, chứ không phải là quán một cách hiểu lầm. Coi chừng nếu như không hiểu ý như vậy, chúng ta có thể hiểu lầm nghịch lại cái tác dụng của sự quán thân bất tịnh. Như thời Đức Phật còn tại thế, trong Lực Tạng Thì Ni cũng có ghi, khi một lần nọ Đức Phật giảng về quán thân bất tịnh, sau khi giảng thân quán thân bất tịnh xong, Đức Thế Tôn nhập thất 7 ngày. Trong thời gian nhập thì dịch 7 ngày đó, chư tỳ kheo các vị mới tu này lại quán thân bất tịnh, thấy sắc thân là ô trược, bất tịnh nhường gốm, đã nhàm chán, khởi sự yếm ố, nhằm chặt, ghê gớm sát thân. Vì ấy không được sự nhắc nhở, vì hiểu lầm, muốn kết thúc mạng sống này để chấm dứt đời sống bất tịnh, xấu xa, ô nhiễm. Nên các vị ấy tự sát và tự sát tập thể đến một chỗ đông tỳ kheo đáng kể. Khi Đức Thế Tôn 7 ngày xả thiền vượt ra, thấy chư tăng có phần thưa thớt dáng như vậy, hỏi ra mới biết Đức Phật mới cho triệu tập tăng chúng lại, mà ngài giải về cái hơi thở, giải qua cái thiền đề một hơi thở để trấn an lại sự tu tập sai lầm của các vị tỳ kheo quán thân bất tịnh. Vì khi thấy cái thân bất tịnh không phải là để nhàm chán đưa đến sự tự tử tự sát của việc, mà để nhả ra sự tham ái, từ chỗ nhả ra tham ái đó gọi là nhàm chán hay yếm ố, nhờ có yếm ố mới xả ly, từ chỗ xả ly đó mới được giải thoát, từ chỗ được giải thoát mới không còn sanh tử luân hồi. Còn vì không có nhàm chán mà chấp thủ năm quẩn như đã nói, vì chấp thủ những quẩn đó mới bị dính mắc, mới bị luân hồi trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi là như vậy đó. Nên không thể hiểu lầm như các vị tỳ kheo khi xưa. Và cũng có một câu chuyện tương tự như vậy: người có duyên thì được tiến hóa, người vô duyên chẳng những không được tiến hóa mà còn bị thối hóa, lại còn có tâm hiềm hận đối với đạo sư. Đó là câu chuyện kể nói đến cũng trong kinh Pháp Cú, về câu chuyện của cha mẹ nàng Markandeya. Câu chuyện ấy được kinh Pháp Cú chú giải ghi chép như sau: Đức Thế Tôn cũng như chư Phật trong quá khứ, vị lai thường có năm Phật sự. Đây là năm Phật sự mà thật sự chính xác là Phật sự. Năm Phật sự đó là buổi sáng thì đi khất thực trì bình, buổi chiều thì giảng pháp cho thuyết pháp, độ sanh cho hàng tứ chúng. Nói chung, canh đầu hôm của ban đêm thì ngài chả giải thích về giới lực từ ni cho Phật chức gia nhất đạt tỳ kheo tăng. Canh giữa của đêm là chỉ tịnh, có đôi lúc trả lời những câu hỏi chư thiên phạm thiên vấn đạo. Canh cuối cùng là ngũ Phật tử đó, cái Phật tử thứ năm đó, thì ngài dùng cái tuệ nhãn quan sát chúng sanh nào có duyên lành đáng tế độ, ngài sẽ tế độ, dù xa hay gần ngài cũng đến đó để tế độ. Hôm ấy ngài thấy duyên lành của vợ chồng Bà La Môn Markandeya có khả năng giác ngộ giải thoát, ngài quán thấy rõ sự việc sẽ diễn tiến như vậy như vậy, và ngài ngự đến nơi cái làng đó để ngài khất thực. Trong lúc ngài đi khất thực qua làng Bà La Môn này, thì trong cái làng đó con Bà La Môn tên là Markandeya, và chẳng những là giàu có mà còn có danh
gì trong địa phương. Ông lại có một người em của ông cũng là Makantiya, người thứ thứ. Rồi lại có người con thì cũng đặt tên đó nhưng mà đổi nữ tính là cô hay là nàng Makantiya. Nàng Makantiya là con của ông Makantiya, rất xinh đẹp. Khi tới tuổi cập kê thì ông lại vợ chồng ông Bà La Môn này muốn tìm một người thanh niên nào có tướng mạo uy ngô, có quý tướng, tương xứng với nhan của con gái mình, trẻ cả con. Không cần người đó giàu hay nghèo, không cần người đó giai cấp nào trong xã hội, miễn là có được cái quý tướng, có được tướng mạo côi ngô sắc đẹp tương đương với con gái thì ông sẽ gả. Nhưng ông tìm hoài trong châu ngoài quận không có người nào ông vừa ý cả. Hôm ấy ông Bà La Môn Makantiya gặp Đức Phật đi khất thực trị bệnh ngang qua làng của ông, mà Đức Phật đi có một mình thôi. Vì cái mục đích của Đức Thế Tôn gửi đến đây là để độ hai vợ chồng ông Makantiya, nên không có tăng chúng cùng đi. Ngài như một vị sa môn thành khất lang thang, mà ông Makantiya cũng không biết đó là bậc đạo sư là Đức Phật nữa, mà thấy có một vị tỳ kheo khất sĩ sa môn đi khất thực trước nhà của một trong xóm. Nhìn thấy vị sa môn này có 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, vẻ đẹp trang nghiêm, thân hình tuấn tú, màu da thanh tịnh, lục căn trong sáng. Ông mới thấy vị này có cái tướng mạo côi ngô như vậy, xứng đáng để cho ông chọn làm rể tâm sàng. Nên ông lễ đến, tỏ ý và kêu Đức Phật gọi rằng: này Sa Môn, ông tướng hảo quang minh, rất đẹp, rất xứng với con gái của ta. Ông hãy về nhà ta giàu có, và con gái ta cũng xinh đẹp, ta sẽ gả con gái ta cho ngươi. Đức Phật yên lặng. Thì ông lại tưởng Đức Phật là như những vị sa môn khác, vì nghe nói là gả con gái nên mắc cỡ, yên lặng. Nên ông nói: thôi, nếu như ông sa môn có hổ thẹn, có mắc cỡ không chịu về nhà tôi, thì thôi hãy đứng đây chờ tôi. Tôi sẽ dẫn con gái tôi ra gặp mặt ông. Và tôi tin rằng ông thấy mặt đứa con gái tôi thì ông sẽ bằng lòng ngay. Ông không còn phải sống đời sống sa môn đi sinh nữa. Nhà tôi giàu có lắm, đầy đủ tô trai tớ gái, tiền của nhiều, con gái tôi là đẹp, trong đời có sa môn Bà La Môn nào không ưa thích như vậy. Đức Phật cũng yên lặng. Ông thấy Đức Phật không trả lời, tức là không phản đối mà cũng không chấp nhận, không phủ nhận, cho nên mặt ước chấp nhận, tức là chấp nhận bằng cách làm thinh. Nên ông chạy về nhà, kêu bà vợ ông dẫn đứa con gái đến nơi để cho vị sa môn này gặp mặt. Nhưng mà khi ra đi thì Đức Phật đã đi phát qua khỏi cái làng đó. Ông tìm mãi không thấy. Đến cái đường có ngã ba này, thì cái đường đi tới có hai lối rẽ. Ông không biết đi hướng nào. Nhưng mà nhìn thấy có cái dấu chân để xây về hướng chính Đức Phật ngày chú nguyện để cái bàn chân. Vì Đức Phật, vị chánh đẳng giác, nếu ngài không có ý muốn, thì ngài đi không có để lại một dấu vết Phật tích, tức là cái dấu chân của ngài đâu. Nhưng mà có duyên sự ngài mới để lại cái dấu chân cho ông này theo biết ngài đi về cái hướng đó. Về cái hướng đường bên đó có tàn cây cổ thụ râm mát, ngài sẽ đến đó thọ thực và cũng như chờ đợi cho hai tuần mắt trăng chúng ta đến. Thì ông mới nhận ra đúng rồi, cái bàn chân này hướng về đây chắc là cái vị sa môn này. Vợ của ông là Bà La Môn nữ, có học về tướng số nhân pháp. Nhìn chiếc cái bàn chân, cái dấu bàn chân có những bánh tre nghìn cân, có những hình điểu thú vân vân, thì biết đây là trong một trong những cái tướng đại nhân. Bà mới nói với ông chồng: thôi ông đừng đi vô ích, người mà có cái bàn chân như vậy là bậc đã ly dục, không còn ưa thích thế tình đâu, đừng đi vô ích. Nhưng ông không nghe lời, ông nói: bà nói chuyện đó mới lạ, ta chưa thấy trên đời này sa môn Bà La Môn người nào mà đối với sắc đẹp, đối với cái hạnh phúc của thế tình mà không ưa thích. Cũng như cái câu nói hiền nhân quân tử ai mà chẳng, đa thiểu hiền ngu tại nội tướng, bậc cao tăng thắng sĩ bất quá là thủ giữ giới gìn giữ ráng mà tu hành vậy thôi, chứ chưa phải là dứt được dục. Ông không tin có bậc sa môn tuyệt dục. Nhưng bà vợ thì biết rõ tứ số bậc đại nhân đã thoát dục ly dục, nhưng rồi cũng phải đi theo ông.
dẫn nàng Markandeya đến gặp, thì Đức Phật đến ngự dưới một cái tàn cây cổ thụ râm mát gần đó. Họ tục xong, ngài ngồi thiền để chờ đợi vợ chồng Markandeya đến. Khi vừa đến thì ông lại đã tỏ những lời trách hờn: này ông Sa Môn, tôi kêu ông hãy chờ tôi, ông lập bỏ đi xa, khiến cho vợ con tôi, nhất là đứa con gái của tôi cực khổ mới tìm đến gặp ông. Đức Phật vẫn yên lặng, và khi ông dẫn nàng Markandeya đến giới thiệu Đức Phật: này Sa Môn, ông nhìn xem đứa con gái của tôi có phải xinh đẹp không? Ông dễ gì tìm trên đời này có được những cô gái xinh đẹp như vậy, tuổi cập kê như vậy. Nếu ông không từ chối thì ông hãy theo tôi về nhà, tôi sẽ gả con gái tôi cho ông, tài sản của tôi để trả hết cho ông, vì tôi có duy nhất một đứa con gái mà thôi. Khi ông Bà La Môn Markandeya nói xong, Đức Phật mới phán rằng: lúc Như Lai còn ở hoàng cung có hàng ngàn mỹ nữ, nhất là có Pimpatevi, tức cục hoàng công chúa Gia Du Đà La, xem là trang sắc nước hương trời xinh đẹp, mà Như Lai ra đi không hề một chút lưu luyến. Lúc xuất gia rồi có ba ma nữ hiện xuống với cái sắc đẹp của thiên nữ thiên giới, đương nhiên là xinh đẹp hơn phụ nữ cõi người, nhưng cũng không làm tâm của Như Lai rung chuyển. Ngài Markandeya có quý gì với một cái sắc thân bất tịnh, từ dưới đẹp bàn chân lên tới đỉnh đầu, tóc trên đỉnh đầu chứa đầy chất chất bất tịnh sai khác như tóc lông móng răng da. Ngài kể 32 thì được đầy đủ những vật bất tịnh nhòm gốm hôi thối như vậy. Những vật bất tịnh như vậy cho Như Lai đụng đến với cái bàn chân, chỉ cái bàn chân Như Lai đụng đến thôi, Như Lai còn không muốn đụng. Giống như một người nam hay người nữ họ đưa cái chân đụng tới cái đống phân họ nhòm gốm như thế nào thì cũng vậy, chỉ cho Như Lai đụng chứ cái bàn chân mà đụng tới Như Lai còn không chịu đụng, đừng nói chi là thọ dụng. Ngài giải xong 32 thế trượt, ngài thiết pháp xong như vậy, lập tức hai vợ chồng ông Bà La Môn Markandeya chứng quả Tu Đà Hoàn ngay khi đó. Hoan hỷ biết đây là bậc đạo sư, quỳ xuống sám hối và đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin Đức Thế Tôn sẽ xuất gia. Và hai vợ chồng dẫn đứa con cái là nàng Markandeya về giao cho người em, rồi hai chồng theo Phật đến xin xuất gia. Ông thì xuất gia làm tỳ kheo, sau đó chứng quả La Hán. Bà vợ cũng xuất gia làm tỳ kheo ni, với sự tu tập không bao lâu cũng chứng quả tỳ kheo ni A La Hán, thánh nữ vô lậu. Chỉ một bài quán thân bất tịnh, Đức Phật thiết ra đúng chỗ đúng tâm lý, giống như một phát tên bắn ra mà nhất tiễn xung điên. Chỉ thiết một bài pháp mà hai người chứng quả Tu Đà Hoàn cùng một lúc, và sau đó hai vị trở thành tăng sĩ xuất gia tỳ kheo tỳ kheo ni, cuối cùng đều chứng quả A-la-hán cả. Như vậy chính cái quán thân bất tịnh này có cái khả năng đối trị phiền não, đưa đến sự giác ngộ giải thoát là như vậy đó. Nhưng mà không phải là mỗi người đều có duyên hết. Như trên đã nói, hai vợ chồng ông Markandeya thì chứng quả Tu Đà Hoàn, sau đó chứng quả A-la-hán nhờ Đức Thế Tôn giảng về quán thân bất tịnh. Nhưng ngược lại, cái người con gái của ông, tức là nàng Markandeya, thì chẳng những không được giác ngộ mà còn khởi lên cái tâm thù hận Đức Phật. Nàng Markandeya nghĩ rằng, nếu Sa Môn Cồ Đàm không nhận thích ta thì thôi, ông cứ từ chối, ông không bằng lòng cũng được, ông lại dùng những hình thức phê bình ông ta, chỉ ông ta đã chửi ta là đồ hôi thối, cho ông đụng tới bàn chân không có đụng được, để sẽ coi vật hôi thối này có lúc sẽ trả mối hận này. Và sau đó người chú dẫn nàng tiến cung, trở thành vị tam cung thứ ba của vua Uttena. Một lần Đức Thế Tôn cùng chư tăng gửi đến vương quốc này hoằng pháp, trên con đường du hành khất thực ngang qua cái hoàng cung, nghe được cái tin này để trả lại cái mối hận thù xưa, nàng Markandeya là tam cung bỏ ra một số tiền vàng rất nhiều
mướn những tay du thủ du thực côn quan đảng tử, đón chặn đường Đức Phật đi khất thực, chửi Đức Thế Tôn một cách thảm tệ, giết người đời tán dương Đức Phật có 10 danh hiệu như là Đức Thế Tôn ưng cúng thiện thệ thế gian giải, điều dự chuyện phu thiên nhân sư Thế Tôn Phật, thì bà cũng sáng tác ra 10 từ ngữ thù thắng để chửi Đức Phật lại, là như là Samon Gotama là người chết không có đầu thai, người Samon Gotama là người vô vị, Samon Gotama là kẻ phá hoại, Samon Gotama không được lên cõi trời, vân vân, là 10 cái từ ngữ mà nàng xem như là tệ hại nhất của đương thời bây giờ, muốn những người này đón đường Đức Phật đi khất thực mà chửi, đến đổi Đức Phật đi khất thực như vậy đó, mà có ngài Ananda là thị giả đi sau chịu không nổi. Ngài Ananda chứng mới quả tu đầu hồn thôi, mới yêu cầu Đức Phật thôi, bà Đức Thế Tôn, chúng ta hãy rời bỏ nơi này, đi nơi khác. Đức Phật có hỏi, này Ananda, nếu đi nơi khác cũng gặp họ chửi nữa thì sao? Nó bà Đức Thế Tôn, thì chúng ta đi nơi khác nữa, nếu đi chỗ nào cũng gặp họ chửi thì sao? Chẳng lẽ đi hoài? Này Ananda, chớ có làm như vậy, những gì sanh lên, thì nơi đó cũng sẽ diệt. Sự kiện này không quá 7 ngày đâu. Thật vậy, sau khi mướn hết số tiền đó, thì bà không còn tiền để mướn nữa, thì những người này cũng thôi chửi. Mà với cái số người mà bị chửi, mà đi mướn để chửi đó, họ chửi mà thấy Đức Phật không trả lời vẫn điềm nhiên, vẫn tự nhiên, vẫn thất thực, xem như không có gì xảy ra. Một số hối hận, một số quý kính, sau khi làm xong công tác và chửi mướn đó rồi, có một số đến xin quy Đức Thế Tôn. Và sau 7 ngày không còn người chửi mắng nữa. Và kết quả cuối cùng về sau này đưa đến là Đức Phật quá độ được hoàng hậu Samawati, 500 tỳ nữ trong hoàng cung, có nàng Putra tỳ nữ trong đó, và kể cả vua Trinath sau này cũng trở thành Phật tử. Như vậy chính đoạn này Pháp Cú Ghi Đức Phật gọi là sức mạnh của Sa Môn là nhẫn nại, nhẫn nại là sức mạnh của Sa Môn. Nhưng ở đây nhắc lại câu chuyện, khởi đầu câu chuyện, đó là Đức Phật và quán dạy về cái quán thân bất tịnh, giảng về quán thân bất tịnh, mà đã chế độ được cha mẹ của nàng Markandeya, tức là vợ chồng bà La Môn Markandeya. Nhưng mà đối với nàng Markandeya thì chẳng những không chế độ được, mà nàng còn là cột quan trái với Đức Phật. Chính vì cột quan trái thù hận đó, sau này xảy ra nhiều chuyện xô sắc, là vì hoàng hậu Samawati cùng 500 tỳ nữ đã quy Đức Phật, thì nàng ganh tị, nàng mới tìm nhiều cái cơ hội cuối cùng lại thiêu đốt chết hoàng hậu Samawati cùng 500 tỳ nữ. Về sau bị vua Tina thiêu sống lại nàng Markandeya và 500 người quyến thuộc của nàng Markandeya. Câu chuyện chưa tới một thảm khốc như vậy là gì? Do nàng Markandeya cột quan trái Đức Thế Tôn, chứ không phải Đức Thế Tôn cố ý. Mà nghiệp đã đến với người nào làm thì cái nhân nào có quả nấy, không thể tránh. Tóm lại, cái quán thân bất tịnh này có khả năng làm cho chúng sanh trả ly được sự tham ái, nhục dục, ngũ trần, và có khả năng chứng được đạo quả. Nhưng mà coi chừng kẻ bị hiểu lầm như các vị tỳ kheo hiểu lầm mà tự tử tập thể, và cũng đừng gì nghe nói quán thân bất tịnh này nhờn cớm đáng chán, rồi cho nên không ưa thích và phê bình chánh pháp Đức Phật. Cũng trong thời kỳ đó, vua Kosala có một hoàng hậu tên hoàng hậu Khê Ma. Bà này rất yêu chuộng về cái sắc đẹp, nhưng bà không bao giờ dám nghe Đức Phật thuyết pháp. Chồng là vua Kosala đến nghe Đức Phật thuyết pháp thường, nhưng đức vua vua Bình Thế Dương thì Bimbisara thì muốn tế độ người vợ, mà người vợ không chịu. Do đức vua Bimbisara Kosala thuê những người nhạc sĩ, những người thi sĩ làm những bài thơ, những bản đờn ca ngợi cái trúc lâm tịnh xá, cảnh vật nên thơ. Nàng vốn là có cái tâm hồn nghệ sĩ, yêu thích sắc đẹp, nghe ca ngợi cái cảnh trúc lâm tịnh xá nên thơ, nên cái tánh hiếu kỳ tò mò, bà lén đến để xem. Nhưng Đức Thế Tôn được
thì gửi gắm của vua Bindisarakosala, và ngài cũng biết rằng nàng hoàng hậu Khema có duyên giác ngộ. Nhưng vì nàng đang chấp thủ ngũ quận, nàng đang bị trong cái tịnh tướng ưa thích việc sắc thân xinh đẹp nhưng mà có thể điều phục được, nên nhân cơ hội lúc mà ngài đang thuyết pháp giữa pháp hội như vậy, thì hoàng hậu Khema ở ngoài lén đến xem cái cảnh trúc lâm tinh sáng. Đức Phật dùng cái thần thông khiến nàng nhìn thấy cảnh càng xinh đẹp, mãi mê nhìn cảnh đẹp quên đi, và với cái thần thông làm không thấy mình đi vào pháp hội. Đến khi nhận ra mình đã đi vào giữa pháp hội thì đã vào trong giữa pháp hội rồi, thì bây giờ không lẽ trở ra, đã lỡ rồi lại nhìn là thấy Đức Phật đang thuyết pháp, ngài đang ngồi trên tòa pháp tòa giảng đạo. Thì với thần thông Đức Phật quá hiện, có một cô thiếu nữ đứng đó quạt hầu Đức Thế Tôn, mà cái cô gái đó tuổi 15-16 tuổi, rất đẹp. Những gì thù thắng về màu da thì người thiếu nữ này thù thắng về màu da. Những gì được xem là thù thắng về tóc thì nàng có cái mái tóc thù thắng. Những gì thù thắng cặp mắt, vân vân. Thì nói chung là cái người cô gái mà do thần thông Đức Phật quá hiện đây là đẹp nhất chưa từng có. Thì bà hoàng hậu Khema nhìn lên thấy đẹp quá, bà mẩn mê và nhìn, và nói vậy mà người ta khen ăn cứ nói Đức Phật thuyết pháp nói thân bất tịnh, chê bai thân sắc thân xác là bất tịnh không đáng ưa thích. Nhưng thật sự hôm nay chúng ta đến mới thấy Đức Phật ngài vẫn có cái tâm hồn thẩm mỹ, ngài vẫn ưa thích chứ đâu phải nhàm chán đâu. Rõ ràng ngài thuyết pháp phải có cô gái đẹp đứng quạt hầu ngài kia mà. Rồi bà đi gần đến nơi, và bà nhìn mà ái mê cô gái đẹp đó. Đức Phật thuyết pháp gì thì bà cũng không có nghe, nhưng mà cứ nhìn cô gái chằm chặt, rồi bà mới so sánh cái sắc đẹp của bà với cô gái đó. Thì cô gái đó giống như con phượng hoàng, còn mình á, cái sắc đẹp của bà thường hay tự kêu mình là đẹp nhất trần gian. Nhưng hôm nay bà so sánh cái sắc đẹp của bà với sắc đẹp của cô gái này thì cũng khác nào con gà mà soi con chim phượng hoàng. Bà mãi mê nhìn nhắm sắc đẹp đó. Thì với thần thông Đức Phật quá hiện, bà nhìn chằm chặp vào cái cô gái đó, thì từ một cô gái trẻ đẹp 15-16 tuổi, cái 17-18-19-20 tuổi, rồi 30 tuổi, 40-50-60 cho tới 80-90, già rồi cây là mắt mờ, tai tiếc, đồi mồi nổi lên, răng rụng, da nhăn nheo, cái lưng còng xuống, tóc bạc phơ, cái tay chân run rẩy, ngã xuống chết, cái thân thì là lạnh, và từ cái thân xác co quắp đó, lạnh ngắt đó, trình trương lên, xanh đen lại, nát thối ra, rùi bu kiến đậu, kênh kênh quà quạt, ố xé với nhau. Lúc đó cái bà nhỏ ăn mê bà nói, kiếp đảm quá, thiệt là vô thường, ác nghiệt quá. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy mà trong phút chốc đã biến trở thành một cái xác thân, một cái tử thi. Lúc nghe được đó bà lại nhận thức được âm thanh Đức Phật đang giảng về quán thân của bất tịnh, về khổ sở của hài cốt. Bà chứng quả ngay khi đó. Sau khi chứng quả rồi thì đương nhiên bà không còn cái chấp thủ về cái ngũ quẩn, không còn chấp vào cái sắc thân xinh đẹp nữa. Và khi bà trở về xin xuất gia, vua Đức Vua quan hỷ cho bà xuất gia. Xuất gia không bao lâu bà chứng quả A-la-hán, trở thành vị đại pháp sư. Chính hoàng hậu Khema hay là Khema Tewi là một vị tỷ kheo ni được Đức Phật xác chứng trong Tăng Chi Bộ Kinh là vị pháp sư đệ nhất về sau này, đó là hoàng hậu Khema. Mà lúc đầu bà vẫn còn bị dính mắc về cái sắc đẹp, về cái thân xác, cái yêu mến về cái sắc thân xinh đẹp, không dám nghe Đức Phật thuyết pháp, vì nghe nói Đức Phật dạy về quán thân bất tịnh, sắc thân là đáng nhòm gớm chứ không phải đáng ưa thích, bà né tránh. Nhưng mà rồi sau khi bà giác ngộ được, bà lại đi xuất gia. Đó là những ý nghĩa thù thắng cho chúng ta thấy, nhờ quán thân bất tịnh mà nhả đi sự tham ái về cái sắc thân, thấy rõ sắc cái nguy hiểm của sắc pháp. Nếu như phàm phu thông thường chúng ta không ý thức như vậy thì thấy sắc pháp, thấy cái vị ngọt của sắc pháp mà không thấy được cái nguy hiểm của sắc pháp. Nhưng khi nào quán thân bất tịnh mới thấy cái nguy hiểm của sắc pháp, sự sanh già đau chết,
Nguyên hoàng hậu Khê Ma thấy cái cô gái mà Đức Phật thì hiện ra đó, đó mới thấy cái nguy hiểm của sắc pháp. Chính vì thấy nguy hiểm của sắc pháp mới khởi lên cái tâm thoát ly, xả ly, yếm ố, nhàm chán. Nhờ yếm ố, thấy nguy hiểm, yếm ố, nhàm chán, nhờ nhàm chán mới được giải thoát. Nhờ trong giải thoát, trí tuệ sanh khởi mới thấy sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc đáng làm đã làm xong, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Tức là vì đó, chứng quả A-la-hán nhờ quán thân bất tịnh, không còn tái sanh lại nữa. Đó là cái ý nghĩa, giá trị của cái đề mục thiền quán như vậy. Tóm lại, Đức Phật dạy quán cái sắc thân bất tịnh hay là bất tịnh tưởng để đối trị cái tịnh tưởng. Tịnh tưởng tức là thấy cái sắc đẹp, còn bất tịnh tưởng là thấy cái sắc thân không tốt đẹp, là bất tịnh, nhường tưởng đáng chán như vậy. Và chính cái pháp bất tịnh tưởng này là một trong 10 pháp của ảnh tưởng niệm mà Đức Phật đã dạy cho Ngài Ananda đến truyền lại cho Tôn giả Kirimananda. Sau khi Tôn giả Kirimananda nghe được bài kinh này, hoan hỷ thắng quá khổ ưu thành tựu chánh trí, vượt khỏi cơn đau. Do đó, Chư Tăng bên Nam Tông thường lấy cái bài kinh này trở thành bài kinh cầu an cho những khi người bạch y cư sĩ có bệnh hoạn, thỉnh Chư Tăng đến nhà tụng kinh cầu an là tụng bài kinh này, trên là bài kinh cầu an. Nhưng mà thật sự nếu tụng nguyên bản Pali thì nghe chỉ không có hiểu, còn đọc ra cái nghĩa này không giải cũng có hiểu. Nếu muốn hiểu cần phải giải tường tận ý nghĩa như vậy. Và bài giảng hôm nay đến đây cũng vừa phải. Trước khi dứt lời, Như Hồng Ân Tam Bảo thời quả thì hôm nay cô trì cho quý vị được thành tựu chánh trí.